mặn mà cả hai nên muốn sống đời tình sự gì Thiên Chúa nghe thương loài người không được chia ly, không được chia ly, không hề được chia ly. Lòng nguyện cầu tuy chung đến cùng, dù khi gian nan yêu đau hay lúc thịnh vượng, vẫn tròn tình yêu. Hợp duyên người nam người nữ, và khi Thiên Chúa ban ơn cho hai người thành đôi hạnh phúc, thì dù ai chia cắt tình yêu bước nửa dọc đường, tự mang thêm tôi sống ngoài tình. Vì sự gì Thiên Chúa kết thân loài người không được chia ly, không được chia ly, không hề được chia ly. Lòng nguyện cầu quy chung đến cùng, dù khi gian nan yêu đau hay lúc thịnh vượng, vẫn tròn vui hưởng cuộc đời bạn
thật lắm phúc nhiều may. Nguyện Chúa thương ban tràn phúc ân Ngài, năm tháng dài trong đời luôn còn mãi. Nguyện Chúa thương ban tràn phúc ân Ngài, ngày tháng dài suốt đời trên chúng con. Cũng như nho lành trong vườn sinh đầy hoa trái, hiền thế sinh trong nhà của chính bạn, con cái tựa mầm non trôi mướn mờn, ngồi đồng bàn hạnh phúc tới tràn lan. Nguyện Chúa thương ban tràn phúc ân Ngài, năm tháng dài trong đời luôn còn mãi. Nguyện Chúa thương ban tràn phúc ân Ngài, ngày tháng dài suốt đời trên chúng con. Biết bao ân lộc dư tràn ban tặng như thế, dành cho ai trong đời thờ kính Ngài. Xin Chúa Trời tặng ban ngàn ân sủng, để đời bạn hằng sống phúc bình an. Nguyện Chúa thương ban tràn phúc ân Ngài, năm tháng dài trong đời luôn còn mãi. Nguyện Chúa thương ban tràn phúc ân Ngài, ngày tháng dài suốt đời trên chúng con. Ước mong cho bạn trong đời luôn được vui thay, thành xa lem hưng thịnh và thái bình. Mong chính bạn bình an cùng yêu duệ, và thịnh vượng rộng khắp ít già em. Nguyện Chúa thương ban tràn phúc ân Ngài, năm tháng dài trong đời luôn còn mãi. Nguyện Chúa thương ban tràn phúc ân Ngài, ngày tháng dài suốt đời trên chúng.